Ingat sama tadi. Ada di rumah. Ada di rumah. À, leo lên dọn ngọn dốc cao này kia luôn. Băng qua ngọn dốc này là tới ngay chỗ cây cối xay gió đó, là tới chỗ phía trên cầu trượt á. Có lên. Yeah. Rồi đi thẳng tới ngay chỗ cối xay gió nào. Đằng kia, cái cổng vào ở đằng kia này con thấy chưa? Cổng vào ở đằng kia kìa. Cái cổng vào ở đằng kia kìa. Thế nào? Đi ra bên này. Chỗ này không có cách đi được. Có giờ mình sẽ chơi trò nào trước đây ta? Đó chính là con gì đó con? Rồi bây giờ con sẽ chơi trò gì trước đây? Rồi con lên chơi đi. Con đi cờ trượt cao. Con đi cờ trượt cao. Cờ trượt cao đúng hả? Một cây kim. Cây kem đúng không? Cây kem rất là to đúng không? Cây kem màu trắng đấy chứ. Cây kem to. Kem to quá ha. Cây kem màu trắng đấy chứ. Cây kem to. Bye bye cây kem. Bye bye. Bye bye ice cream. Hình bình đây. Cầm trái cây kem. Hình bình đây cầm trái. Con đi đi.